Vật tư trong xanh xin kính chào các chị và các bạn ha. Thì hôm nay thì bên em tiếp tục cái clip chia sẻ về hướng dẫn cái bài thuốc số 1. Thì hôm trước là bên em đã có chia sẻ chi tiết về thành phần cũng như những cái loại sản phẩm trong bài thuốc số 1 này cho chị. Vì hôm nay thì tiếp tục hướng dẫn các chị là cách pha. Thì cái bài thuốc số 1 này chúng ta sẽ pha với 14 lít nước. Và đơn giản là bài thuốc này không cần thêm những cái sản phẩm khác như là Thiên Long Mango F97, là đặc biệt là không cần thêm, bài thuốc này đã đủ rồi. Các chị còn pha đúng nước dùm bên em là được, là 14 lít nước. Thì với giá thì chỉ 68.000 thôi. Rồi bây giờ là sau khi mà pha như vậy thì trước đó thì anh chị nên đổ 2 lít nước vào trong cái bình trước ha. Sau đó mình cắt hết toàn bộ đổ vào. Có thể pha chung lại thuốc trừ bệnh. Thì sau khi mà ta pha hết toàn bộ trong cái bộ số 1 xong, ta tiếp tục thêm nước vào để cho nó tan hết xuống bình. Đấy. Và ta tiếp tục là cho thuốc trừ bệnh vào. Thì ở đây bên em sử dụng là thuốc trừ bệnh, là một thuốc trừ bệnh của Thái Lan, kèm theo đó là một cái gói Manco xanh của công ty Vipetco. Thì sử dụng với cái liều lượng là như thế, 3 nắp thuốc trừ bệnh của Thái Lan. Là anh chị sử dụng 3 nắp đầy giùm em nha, cho một bình 4 lít là 3 nắp đầy. Và cái nắp này là cái nắp của cái chai luôn. Đấy, 3 nắp đầy là tương đương nó khoảng gần 100ml trong bình 4 lít nước. Về cái manco xanh thì các anh chị sử dụng khoảng 100g. Thì ở đây thì em có cái muỗng đen này thì múc khoảng 5 muỗng thì nó tương đương khoảng gần 100g. Anh chị cứ múc khoảng 5 muỗng, đó là tương đương khoảng gần 100g. Thì sau khi mà múc đủ thuốc trừ bệnh vào thì ta tiếp tục cho nước vào cho đủ 14 lít nước và ta khuấy đều. Thì ta khuấy đều xong ra vườn, bắt đầu ra vườn thì trước khi xịt đó thì ta nên chỉnh cái bét lại nhuyễn như ta mong muốn. Đấy, các chị thấy nó rất là nhuyễn và chỉnh lại theo ý muốn. Đấy, sau đó thì ta tiến hành xịt thôi. Thì trong quá trình xịt thì nếu có những cái búp nào mà nó không phù hợp hoặc là nó ốm hay là nó bị hư thì ta bị tiến hành bị bỏ luôn đó. Thì anh chị thấy xịt xương đều ướt, đừng có để cho nước nó rớt xuống đất, nó gây hiện tượng phí, rồi hao thuốc, phí thuốc. Đấy, chỉ cần xương đều như vậy là được rồi. Đấy đó, các chị có thể thấy đó, xịt xương đều. Tại vì nhiều anh chị ở miền Bắc là có mua sản phẩm bên em nhưng mà về cách xịt rất là hao, xịt ướt đậm quá thì cũng không có tốt, phí thuốc và tốn tiền của mình thôi đó. Các chị có thấy xịt chỉ còn xương ướt đều như vậy là được rồi đó, đừng có để nước nó nhỏ giọt xuống đất là rất là phí. Rồi cảm ơn các chị và các bạn, các chị đã xem ha.